vui, rất là vui. Phải nói là lần đầu tiên mà thưởng thức một cái Tết nó đặc biệt như thế này luôn á anh. Cảm ơn anh Hòa nhiều ha. Nước cũng có chỗ cạn, chỗ sâu, nhưng mà đi thì phải cẩn thận để thôi ướt hết. Ở đây thì theo ước tính của Bùi Hồ á thì có khoảng hơn gần 1.000 người. Yeah, bay đi bì mày. Happy New Year. Yeah. Và Bùi Hồ cùng với các anh em đang hứng chịu những cái cơn mưa nhân tạo từ các đứa bé cũng như là những người dân ngay tại Lào nhân những ngày Tết ở bun bê mây như thế này, ướt hết luôn rồi mọi người. Và đoạn đường anh em đang di chuyển trên một cái con đường làng vào những ngày giữa tháng 4 nắng nóng ngay tại Lào để đến một cái con suối có tên là gì anh? Keng Kang. Keng Kang hả? Bây giờ ướt như con chuột luôn rồi. Bây giờ cũng gần đến con suối rồi nha mọi người. Cách mấy trăm mét nữa tới rồi. Dạ. Đang vô tới đây. Đang vô tới rồi luôn nè. Bây giờ cái camera nó cũng bị ướt luôn rồi. Cực kỳ ấn tượng với lại cách ăn Tết của người Lào và đặc biệt là Tết Bun Bi Mai như thế này. Họ chọn những cái con sông, những cái nhánh sông để làm điểm vui chơi, vừa giải khát được nè, vừa có thể tắm ở trên dòng sông này một cách rất là thiên nhiên, đúng không anh Hòa? Đúng rồi. Tết anh đã thưởng thức Tết trên cái dòng sông này là đã bao nhiêu lần rồi anh Hòa? Hay là năm nào anh cũng đi ra năm hết? Năm nào cũng đi ra đây hết. Đây là anh Hòa nè mọi người. Mỗi lần mà có Tết á thì anh sẽ dành cái ngày một hai ngày quan trọng nhất sẽ chở cùng gia đình đi ra ngoài này để mà chơi Tết ha anh Hòa ha. Đúng rồi, vậy cho gia đình đi chơi tắm để mát mẻ, còn dạ. Mình đi ở trong thành phố thì nói chung nóng quá, phải ra những ven sông tắm cho vừa vui con cái chơi được. Dạ. Nó có được mình vừa nướng đồ ăn nhậu ngoài luôn. Dạ. Trên con sông này luôn. Dạ. Rồi mình vừa tận hưởng vừa chơi cho có mấy đứa con cháu rồi chơi quanh quanh đây luôn. Hôm nay thì anh có thể nói một cái câu chúc Tết bằng tiếng Lào cho mọi người có thể hiểu thêm về Tết Bun Bi Mai được không anh? Bun Bi Mai này là họ ghi gọi là Sabadi Bi Mai. Một năm mới giống như là Bi Mai. Dạ. Và Tết thì ngoài việc mà dùng bia Lào thì họ thích ăn cái món gì nhất? Nói chung là các món ăn như là đu đủ đâm, xôi, gà nướng, dạ. Rồi heo nướng, đủ các loại món. Dạ. Như của phong tục của Lào thì ăn kiểu gà nướng, xôi rồi với lại đu đủ đâm. Dạ. Còn để trên hành trình này anh em mình đi thì có chuẩn bị trước là những mồi nướng, đồ nướng có hết rồi, mình đi thẳng đem đi theo. Dạ. Mình xuống đây mình vừa ngồi có chỗ, những chỗ túp lều đó, mình ngồi đó mình vừa nướng vừa ăn tận hưởng vừa tắm rửa luôn. Và đặc biệt là ở dưới đây em thấy có rất là nhiều cái trại được che như thế này. Đúng rồi. Vậy thì họ sẽ tính tiền như thế nào hay là họ che cho miễn phí họ bán đồ ăn anh? Nói chung là ai tới sớm thì được, mỗi người có một cái lều ngồi đó, mình trong một lều đó khi mình ngồi đó thì họ có thu phí giống như một phí đó, lều đó mình ngồi từ sáng tới chiều cũng được, họ thu ví dụ như là 100-250 gì một lều đó thôi, ví dụ vậy đó. Là mình ngồi đó thì ai ngồi đó hết xong người đó khi mà họ muốn về thì ai muốn tới đó thì ngồi thì vẫn trả lại cái tiền thêm tiếp. Ngay tại thành phố Bắc Xế tỉnh Chăm Pa Sắc này chỉ có một điểm vui chơi như thế này hay là đều gãi gác sắp khắp dòng sông Mê Công ngay tại đây anh? Tại vì ở Bắc Xế thì nói chung nó có nhiều điểm đi, nhưng mà trong điều kiện của gia đình mình đi là ở gần đi để cho con cái gần đi cho khỏe, chứ còn đi xa thì con cái nó mệt. Mình chơi đây là cũng được gần mép bờ sông này là cũng thoải mái, vừa tắm rửa được hết. Nước nó có thể là nó sẽ được khoảng 80 tới 1 mét thôi là mình tắm thoải mái, vừa con cái tắm luôn. Em nhận thấy như thế này, Tết ở Lào á, Tết Bun Bi Mai này họ vẫn giữ được cái nét rất riêng và cái nét cổ truyền. Có nghĩa là
họ giữ được cái lễ hội té nước trong 3 ngày Tết nè. Và thậm chí là họ rất hòa đồng và thân thiện luôn. Thì anh có so sánh gì về giữa Tết Việt Nam và Tết Lào không? Nói chung cuộc sống mình ở đâu cũng vậy thôi, giống như là mình sống ở đây thì mình sẽ hòa đồng về theo phong tục của Lào thì mình muốn vui chơi theo theo phong tục của Lào. Còn ở Việt Nam mình thì gia truyền thì nó sẽ khác nhau, về nó phải có chuẩn bị lễ cúng kiến, còn ở Lào đây thì họ chỉ dùng về té nước tắm những mỗi năm, dù như mình đi chùa tắm Phật rồi xong xuôi hết rồi mình có thể là trong cuộc chơi mình đi tắm xong nước theo của phong tục Lào. Theo cách của Lào chơi như thế đó, mình anh em để tận hưởng chơi như thế đó. Rất là vui vẻ. Và đặc biệt là Bùi Hồ rất thích về cái cách sống của anh cũng như là các anh em trong cộng đồng người Việt ngay tại Bắc Xế. Ngày hôm nay thì đồng hành với Bùi Hồ cùng đồng hành với anh cũng như là gia đình của anh để có một cái Tết thật đáng nhớ ngay tại thành phố Bắc Xế, tỉnh Chăm Pa Sắc. Và bây giờ mời mọi người cùng xuống đây tắm xong với lại Bùi Hồ cũng như gia đình anh Hòa nha. Mời mọi người xem video theo dõi ở sống tại Lào. Chắc có lẽ là sau đoạn video clip như thế này thì một năm sau anh sẽ đón thêm 10 đoàn khách du lịch từ Việt Nam sang Lào để đón Tết Vinh của mày. Rồi ok. Dạ thôi bây giờ anh em mình đi xuống dưới ha. Rồi ok. Dạ. Thì không khí nhạc nó cứ sập sình. Và đây là thời điểm hơn 12 giờ trưa nên người dân Lào họ sẽ chọn cái dòng sông Mekong này là một trong những cái điểm vui chơi trong những ngày Tết như thế này. Vào thời điểm buổi chiều khoảng tầm 3 đến 4 giờ chiều thì không khí dịu mát hay anh Hòa? Đúng rồi, 3 đến 4 giờ chiều là dịu mát và họ có thể đi chơi ở ngoài đường xá nhiều hơn. Tại bây giờ thời điểm này là trời rất nóng nên họ đi suối tắm thì nó để sẽ mát mẻ hơn. Dạ, nó đặc biệt lắm, đặc biệt từ trong cái nghi thức lễ và đặc biệt từ trong cái cách vui chơi của người Lào mọi người. Thời điểm này thì mọi người chọn dòng sông, tuy nhiên khoảng 3-4 giờ chiều thì mọi người sẽ chọn những cái điểm ở trên đường phố để té nước nhằm mang đến sự may mắn cho những người thân bạn bè. I'm sorry. Mời mọi người vô đây ha. Đây là một cái cầu, mọi người hay thường gọi với nhau á là đây là một cái con suối. Tuy nhiên đây là một dòng, một nhánh trên dòng sông Mekong. Và trên dòng sông Mekong này họ chuẩn bị sẵn những cái giống như là chiếc chõng và những cái chiếc liều được che rất là thủ công luôn bằng những cái mái lá. Và mọi người có thể thưởng thức vui chơi ngay tại chỗ này. Những tiếng nhạc sập sình hòa vào những cái tiếng nước chảy á mọi người. Mình thêm một tí bia thì đó là một điều gì đó rất là ấn tượng ngay tại Lào như thế này. Và cô bác quý anh chị có thể để ý thấy rằng á, người lớn á thì nhậu ở trên, ngồi vui chơi ở trên, và con nít trẻ con thì sẽ xuống dòng suối tắm hoặc là có thể là uống một tí bia như thế này. Sau đó là suối tắm mọi người. Là Bùi Hồ thưởng thức một cái Tết rất là đặc biệt như thế này sau Tết ở Việt Nam. Tuy nhiên thì em có nhận thấy là ở Lào rất họ giữ được cái nét rất là riêng luôn, và người dân họ họ vui lắm, họ thân thiện hòa đồng lắm. Và xin nói chung là hôm nay được ăn Tết ở tại Lào là một điều may mắn đối với Bùi Hồ cùng gia đình anh Hòa. Có điểm nào luôn. Không có điểm chỗ mà ngồi. Bây giờ hiện nay thì các anh em vẫn đang tìm một cái điểm nào đó để có thể mà ngồi, đúng không anh Hòa? Đúng rồi, bây giờ tìm đã bắt rồi. Dạ. Cái cầu này được bắt một cách rất là tự nhiên ngang cái dòng sông Mekong. Chắc có lẽ là đây là một trong những cái điểm mà lý tưởng nhất để tổ chức ngày Tết như thế này, đúng không anh? Chứ không có nhiều điểm như thế này đâu. Dạ đúng rồi. Bây giờ chắc có lẽ là em sẽ đi xuống dưới em cùng trải nghiệm. Ôi có khi nào mất dép không ta? Dép nó trôi luôn á. Bỏ dép trên bờ. Dạ. Đi dép để anh cầm cho rồi đi lội nước thì lội. Dạ. Để coi điểm ngay ngắn nào đi tìm. Ok anh. Đi rồi anh đi tìm chỗ cho rồi tí anh em ngồi. Dạ em đi lại đây tí xíu nha. Ok. Rồi bỏ đi. Dạ em để đi. Em đi đó. Bây giờ thì Bùi Hồ sẽ đi dọc cái tiếng này. Xì bay đi. Em cầm nha. Em cầm. Dạ. Xì bay đi. Anh tết chúc Tết gọi là gì anh? Cặp ba đi pi mai. Xì bay đi pi mai. Việt Nam. Rất là vui.
Phải nói là lần đầu tiên mà thưởng thức một cái Tết nó đặc biệt như thế này luôn anh. Cảm ơn anh Hòa nhiều ha. Nói chung là mọi chuyện nó đều có cái duyên hết á. Lần đầu tiên mà Bùi Hồ gặp anh Hòa là lúc đó là đi trên một cái chuyến xe muộn vào buổi chiều từ thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đi đến Atabu. Ở từ Atabu về lại Chăm Ba Sắc thì gặp anh. Và cũng có duyên là mấy anh em gặp nhau, giống như anh em thân thiết trong nhà luôn mọi người. Dạ anh Hòa thì rất là tốt bụng. Bây giờ anh Hòa chắc sẽ tìm một điểm nào đó và Bùi Hồ sẽ đi xuống đây nha mọi người. Em cứ đi trải nghiệm thêm. Dạ dạ dạ. Mà làm mấy anh nói được anh hiểu. Dòng sông Mekong á thì ngay tại này nó rất là nhiều gành đá nên khi đi á thì cũng cực kỳ cẩn thận mọi người. Và nước nó chảy có hòa với tiếng đá, hòa với tiếng nhạc thì rất là vui thưởng thức một cái nậm xôi, một cái đồ nướng thì một điều gì đó nó rất là tuyệt vời ngay tại đây. Xin bay đi Bima. Không chỉ là có tất cả các bạn trẻ ô ở đây trơn lắm mọi người, Bùi Hồ mới vừa té luôn, nước nó chảy cũng khá là xiết. Ở đây là mọi người họ đang tổ chức những cái buổi tiệc cho gia đình ngay trên cái dòng sông này. Dòng sông Mekong thì nó chảy xuyên suốt đất nước Lào luôn á. nước cũng có chỗ cạn chỗ sâu nhưng mà đi thì phải cẩn thận để không ướt hết. Việt Nam à? Yeah. Phải lần cái chân tại vì ở nước này nó có đống đá, nó có đống rong. Mấy ngày nay nắng ở Lào nó cực kỳ nóng bức luôn mọi người. Và bây giờ thì ngồi xuống đây một tí. Tại vì người dân Lào á, họ tin á, khi mà những ngày Tết như thế này mà không có ướt mình á thì coi như là chưa có may mắn. Và đặc biệt thì họ rất thích ngâm mình trên cái dòng chảy của dòng sông Mekong như thế này. Mọi người có thể thấy không? Ở đằng sau lưng Bùi Hồ thì các bạn ở đây đang tổ chức những cái phần ăn vui chơi vào những ngày trưa nắng như thế này. Hiện nay thì gần 1 giờ mọi người, gần 1 giờ trưa, nhiệt độ ngoài trời thì khoảng hơn 40 độ. Và khi ngâm mình ở dưới này á, mọi người có thể thấy thì cái cảm giác nó theo các bạn trẻ dùng một cái từ á, rất là chill và rất là xin bay đi Bi Mây. Đây là các bạn ở trong một cái gia đình đó mọi người. Và mọi người cô bác quý vị có thể thấy là trên cái áo Bùi Hồ mặc đó là cùng một nhóm, cùng một gia đình thì sẽ chung một màu áo như thế này. Từ xin bay đi Bi Mây là có nghĩa là chúc mừng năm mới. Rất vui. Hình như là họ đang mời mình một lon bia để cùng Đối với Bùi Hồ có cảm nhận rằng người Lào họ rất là thân thiện. Có thể gặp với nhau một lần thôi, một lần đầu thôi, và họ có thể mời mình cùng chung một lon bia để giải khát vào những ngày Tết như mùa hè nóng nực như thế này. Nhưng mà ở dưới đây nó đã lắm.
Spidey baby. I'm Việt Nam. Việt Nam, chúc mừng năm mới. Ở đây thì theo ước tính của Bùi Hồ á thì có khoảng hơn gần 1.000 người. Yeah, Spidey baby mày. Happy New Year. Uống một miếng mọi người. Cảm ơn. Khập chay. Mọi người chỉ biết được vài dài từ như vậy thôi. Còn bây giờ mời cô bác qua đây nha mọi người. Có những chỗ đá nó gập ghềnh, tuy nhiên thì có những chỗ đá nó két rồi nó rất là bằng phẳng. Và khi đi á thì người hồ trang bị những cái túi như thế này để chống thấm nước. Đôi khi mình bị những cái chỗ đá mình đi không cẩn thận thì nó rất là nước sủng mình mẩy á. Đây mọi người. Yeah. Mọi người thấy có vẻ là khá là thân thiện đúng không? Và ở trong kia có những cái trại trong kia kìa. Ở trong kia thì tiếng nhạc nghe sập sình lắm. Ở ngoài này thì nó và đặc biệt là ngay tại không biết là thiên nhiên ưu đãi hay như thế nào á. Dòng sông Mekong thì mang nhiều phù sa lắm. Và đặc biệt là có những chỗ rất là bùng, rất là sình, rất là nhiều. Tuy nhiên thì chỉ duy nhất ngay tại cái điểm này nè, ở đây rất là nhiều gần đá luôn mọi người. Nóng quá. Có bạn này ở đằng sau lưng chuẩn bị chụp hình nè. Ây á. Rất mong cô bác với anh chị sẽ chia sẻ những cái thước phim như thế này để cho mọi người có thể biết được và người Việt Nam có thể tham gia những cái Tết rất là hay ngay tại Lào nói riêng và những cái đất nước như là Campuchia, Thái Lan hoặc là Myanmar. Mặc dù tên gọi khác nhau, tuy nhiên những cái nước Thái Lan, Campuchia, Myanmar và Lào hình thức giống nhau, cũng là lễ hội té nước và lễ hội tắm Phật. Rất là mát. Ây da. Ở đây rất là nhiều gờn đá nha mọi người. Đi phải cực kỳ cẩn thận nữa được. Đây này, quay cho cô bác quý vị thấy nè. À, cô bác quý vị thấy không? Phải chọn một cái chỗ đứng thật là thích hợp và lý tưởng thì mình có thể chụp hình quay phim để cho cô bác với anh chị xem được. Thì rất mong đây là những cái thước phim nó rất là chân thật, dành những cái thời gian để quay cho cô bác với anh chị xem. Càng trở nên náo nhiệt hơn. Bao nhiêu đó thì cho cô bác anh chị cảm nhận cảm tỏ về một những cái